đi làm đi xem gấu về lúc trên đường về mới làm vào đây chứ đường chạy gấu đâu đang khác đường bắt đầu lở đây này nó chảy nguy hiểm không? Đá đá nó phá nó sói mòn đấy, sói đường mòn này đất là đường chưa được làm nhìn thấy chưa?